Thưa quý vị, hôm nay mình đi trên đường Vĩnh Thạnh thuộc Cờ Đỏ quý vị. Mình thấy cái chị ở đây nè, chị chồng cũng qua, cái sim mình á. Chị chồng ngoài đường lộ như cái mé ruộng như thế này, thấy trái nhiều quá quý vị. Nên mình ghé mình hỏi mua về ăn. Trong quá trình thì chị ấy đi lấy đồ ra hái củ qua quý vị. Mình tranh thủ mình quay lại cái vàng củ qua đắng của chị. Chị chồng ở phía lộ như thế này nè. Đó, đây là ruộng nè, đây là cái lộ. Nó được lộ trái nhiều lắm, chị trồng nguyên một chàng rất là nhiều, dài lắm quý vị. Trái quá trời trái luôn. Mình thấy trái nhiều quá. Trái nó hồng xuống cái dây nó dưới quý vị, nên mình đi ở mấy trên. Trái luôn. Rồi cái chị bắt đầu cái chị ra hái rồi quý vị. Sẵn chị ra hái mình quay clip luôn. Hôm qua này là mình có hái lần nào chưa chị? Có hái. Hái em 2-3 ký gì nè. Cái này là 1 ký nhiêu chị? Ký 10.000 không quý vị. Thấy trái quá trời luôn. Mình trồng ở đây vậy là mình đâu có tưới nước đâu hả chị? Dạ. Vậy là đã khỏi mùa nước nổi là mình bắt đầu trồng hả chị? Cái này là hái cũng rất là nhiều lần rồi nhưng mà còn trái rất là nhiều. Trồng được mấy tháng rồi cô? Trồng 1 tháng rưỡi là bẻ trái rồi đó. Dạ, rồi, nhanh ha. 2 tháng chưa? Này chắc 2 tháng. Dạ. 2 tháng. Trồng 1 tháng rưỡi là sẽ thu hoạch. Trước kia mấy cái bự bự cái bá. Này là cắt bán gai. Chị hái bán rất là nhiều lần rồi. Ủa cái vụ này có đất ruộng của cô trong cá luôn hả? Dạ không, em bữa nay em đi về trên nhà đây nè, đi ngang. Hồi nãy thì thấy mấy anh bên đó bắt cá. Lúc đi nước về thấy thu hoạch xong rồi mà hồi nãy thấy đằng kia có cá. Quá trời trái luôn. Em thấy vậy là trái nhiều rồi đó. Dạ. Đó, vậy là ít rồi hả? Nếu mà nó chịu trái cháy lắm hả? Chưa hết mà, nó còn gáy mà. Thấy cái dạng nó còn thưa mà, chưa ra nhiều mà. Rồi, nước ngập lên tới đây là chết. Bị si á, nước ngập quá bị si. Thấy chồng thu hoạch gì thích quá. Vậy đó hả chị? Là nước ngập này là mình nó chết hả gì chị? Dạ. Lấy em 3 ký đi chị.
con nghe nè. Đi trên đám về nè, đang trên đường về, đi với anh lên đi hồi chiều trưa, đi ăn chút rồi về. Thôi mẹ đang bận. Chị đã hái hoa cho mình. Trước âu sen thích luôn. Sen này là mình sen cũ hay sen ngó chị? Nè. Đây là sen dương hay gì? Sen thích lắm. Hái một gỗ luôn nè quý vị nè. Ba quả xước xước chưa đỏ. Trời ơi, căng bọc luôn á quý vị. Mình mua được một lọ hoa luôn nè quý vị. Giờ mình mua xong rồi mình về quý vị ơi. Chỗ đó còn cá nữa anh. Đó còn cá. Đúng rồi, cá nhiều. Ôi em đi nãy giờ có xước á, xước vô đồ quá. Bé tin bắt ca mà cá hồi lại. Hả? Bé bắt hồi. Ừ. Con chị á. Con chị nào? Con chị ấy qua hả? Ở đất ổng ở đâu? Đó. Ở nhà ổng đâu? Nè. Ừ, con chị là sao? Ở này là nó phải đó, ổng nó phải là chúng là con cá tới bên đây rồi ta sẽ xin nó lòng lòng anh túi.